nhanh lên, sắp vào trận bóng rồi. Cứ để em lắp ca cộng cho. Anh nấu mì đi. Lắp ca cộng và nấu mì, việc nào dễ hơn? Chỉ 3 bước. 1. Kết nối nguồn. 2. Kết nối TV. 3. Kết nối Wi-Fi. Ca cộng TV Box mới, lắp đặt chỉ cần Wi-Fi, hơn 100 kênh, trực tiếp thể thao độc quyền, còn ngàn phim mới nhất, ưu đãi 50% toàn bộ ca cộng. Ca cộng TV Box, mua ngay!